Xin chào tất cả mọi người, thì tôi là Giao Du đây. Ngày hôm nay quay trở lại với File File. Và hôm nay tôi sẽ hack mọi người. Tôi hack cái gì hả? Tôi hack FF đấy. Hack FF là ghê gớm luôn đấy, đừng có xem thường mọi người. Và vì lý do nào đó thì đồ họa tôi đang để đồ họa cùi luôn rồi. Để đồ họa cùi này nhìn nó thú vị các bạn. Ok, thì hiện tại FF của tôi là bao nhiêu? 80 mấy. Hôm nay tôi sẽ hack cho hack bằng phần mềm ChatM nha mọi người. Hack lên tầm 800 FPS, 1000 FPS gì đó tôi cũng không biết. Phần mềm này tải về nó hơi khó đó mọi người. Mọi người phải tắt cơ phần mềm kiểm tra virus có vừa ổn, nói chung là nó rất là độc hại cho máy mọi người, vậy nên mọi người nên xem clip này trước. Đây, thì đây là cái giao diện của cái hack và tôi sẽ chọn lại cái hack Evolite này, open cái nè, open đúng không? Đấy, chọn này, chọn về đây, chọn lên 5000, xong rồi bấm apply cái, thì FPS nó sẽ thành không và wow, FPS nó sẽ thành không mọi người. Tại sao nó thành không quá hả? Tôi biết tôi chết liền. Sau đó mọi người muốn múa vài cái, mọi người thoát ra vô lại cái đó, người kéo về 0.5 apply cái, vô lại thì FPS nó lên 100.4 đó, xong rồi mọi người chỉnh xuống 0.1 này. Rồi FF nó tụt, bị tụt 1 FF luôn. Xong rồi bắn hồi, xong nó nhảy một phát lên 800 luôn. Và tất nhiên mọi người phải để phần mềm này ở từ lúc hack FPS này rồi, nó sẽ chạy cùng với mọi người như vậy luôn. Để mình vào trận mình trải nghiệm cho mọi người xem coi có bài ạt không nha. Đây là ạt phụ thôi. FF tụt rồi, thật là quá buồn đi hả? FF 800 vô trận lại tụt về hả? Không phải đâu, nó chưa đến lúc nhảy lên thôi mọi người ơi. Tại FF, ui FF mượt như 200 mấy thật, 700 rồi. Mượt quá, mượt mà có hit tờ giật, đúng là hack mà. Từ mọi người ơi. Quá. Sao mình bị loạn phím ta? Loạn phím vậy sao chơi? Mình bị loạn phím DA. Vẫn bị loạn mọi người ơi. Di chuyển nó bị loạn mọi người ơi. Di chuyển nó bị loạn rồi. Bị loạn di chuyển, loạn đồ nhạy cắt kéo luôn. Ok, để mình tắt thử này rồi. Tắt đi rồi xem nay nó hết bị loạn phím không. Là do cái chat đó nó bị loạn phím hay sao á. Mình là làm clip rất chia sẻ rất là thật. Tuy FPS cao vậy nhưng mà bị loạn phím thì không chơi được cũng bình thường ha. Cũng là lừa đảo. Later. 0.4 đi. Không đi đây lắm. 0.8 đi mượt. Nhưng mà FPS càng tuột. 0.25. Nút bị delay 0.3. Nếp được 300 nè. Delay thử dấu bánh này. Được. Vẫn hơi delay chút xíu nhưng mà vẫn đặt keo kiểu tốt, cái này bắn được. FF 0.1 là nó kiểu nó chậm luôn. Chậm đó. Tôi bị delay nút. Cái này thì vẫn còn đủ nhanh để đánh được, bắn được. Đấy, vẫn đủ nhanh để lật keo. Ok, giờ mình chỉnh lên 0.35 để anh tụt xuống chip nữa. Đó, 0.35 là nó... Hèn gì bọn nước ngoài nó không mang được trong trận đấu. Cái không chấm này thì bắn được, khá là không bị delay nữa. Cái này nó sẽ hết bị delay. Ok, không chấm mấy. Boost FPS khá là siêu cấp, chơi không bị delay luôn. Later. 240 FPS gần như muốn đứng. Hình như vẫn hơi delay một chút xíu nha. Chỉnh lên 0.4 đi. FF nó sẽ bị tụt lại nhưng mà
bán cho nó mượt, em ấy tụt xuống còn 200 nhưng bán cho nó mượt. Gì vậy? Gì vậy? Thôi nào, kéo. Mày bé Hân cứu tôi là một sự lựa chọn đúng đắn cho bé Hân. Thế bé ba chồng rất đi đây. Bốn trăm. Ok, clip đến đây là kết thúc thôi chứ không còn gì nhiều. Bye 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 bye.